Thành cổ Machu Picchu ở thành phố Cusco của Peru được UNESCO công nhận là di si sản văn hóa thế giới, nằm trên dãy núi Andes, dường như là một nơi dừng chân không thể bỏ qua khi du khách đến với Peru. Tuy nhiên, địa điểm này đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chính quyền Cusco cho biết, các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt sẽ được áp dụng khi địa điểm này mở cửa trở lại và lượng khách truy cập sẽ phải giới hạn dưới 700 lượt mỗi ngày. Trước khi bùng phát dịch, nơi này thường đón khoảng 2.500 đến 5.000 lượt khách mỗi ngày. Quốc gia Nam Mỹ này hiện ghi nhận hơn 244.000 ca mắc COVID-19, vượt qua cả Italia, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở châu Âu.